Kênh Nhà Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Hiện tại cái vị trí tôi đang đứng này là xã Sông Giai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Xin giới thiệu quý anh chị một lô đất vườn có diện tích là 6.000 m². Thì phía lô đất mình giới thiệu đến quý anh chị là ở phía này nhé. Lô đất này có chiều ngang theo cái mặt đường 4m này khoảng được tầm gần 80m mặt tiền chiều ngang này nha quý vị. Chiều sâu thì gần 100m ha. Thì con đường này về cách về tỉnh lộ 765 của mình nhé, của xã Sông Giai là khoảng tầm trên 1 km. Thì đường này trong năm nay cũng trải bê tông lên xuyên qua bên phía đường 764 này quý vị ha. Nên 764 là chạy ra huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai này. Quý vị anh chị nào mua lô đất này có thể xây cất nhà, rồi nói chung là mình làm vườn cây ăn trái thì quá là ok. Ở đây là có bên phía kia mình có dòng điện ba pha luôn kìa. Điện ba pha là lấy đất luôn quý vị ạ. Điện đóm kìa quá trời luôn ha. Thì cái này Văn Trung quay giao bán cho bên cô bên của người quen bên Văn Trung nhé. Quý anh chị nào mua cái lô đất này liên hệ cho Văn Trung số điện thoại 0786596778. Đất mình đây có thổ cư chưa em? Đất này hiện tại đang có sổ đỏ và chưa thổ cư. Quý anh chị nào mua lô đất này mình vẫn có thể lên thổ cư vi vu ha. Đường thì đang chuẩn bị trải bê tông luôn. Thì mình cũng quay sơ cho quý anh chị xem thôi. Ở đây nói chung là được tầm gần 80m chiều ngang. Thì chiều sâu nó vào khoảng gần 100m. Điện ba pha cách dãy ngay mặt đất dãy luôn. Là mua cái lô đất này theo như Văn Trung nghĩ là xây nhà rồi mình trồng thêm cây trái gì đó là quá ok luôn. Từ đây mình cách ra 764 cũng khoảng tầm trên 500m thôi quý vị ha. Mình cách ra 764 khoảng cỡ trên 500m một xíu là tới. Thì con đường này trải bê tông mình cũng xuyên ra bên này là qua 764 luôn ha. Đường thông về Cẩm Mỹ. Ok. Rồi, đây là cũng là khu dân cư có nhà điện đóm đầy đủ, điện nước quá là ok luôn. Phía này cũng có khá nhiều nhà ha. Bên này cũng có nhà này, nhà san sát bên phía bên kia. Vâng. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý anh chị nào mua lô đất này liên hệ cho Văn Trung nhé.